và Galaxy S11 cộng với cụm camera siêu khủng. Galaxy S11 và Galaxy S11 cộng là những smartphone đang được mong chờ nhất. Khi thời gian Samsung ra mắt flagship này đã đến rất gần. Thông tin dò dỉ mới đây cho biết, loạt Galaxy S11 của Samsung có thể ra mắt ngày 18 tháng 2 tới. Trong khi hầu hết các thông số kỹ thuật của Galaxy S11 đã được tiết lộ, thì hình ảnh chiếc smartphone này vẫn còn khá hiếm hoi. Duy nhất bức ảnh Galaxy S11 ngoài thực tế khá mở lộ diện cách đây không lâu. Những hình ảnh này cho chúng ta cái nhìn mới về flagship sắp ra mắt của Samsung, với cụm camera sau lồi hẳn ra so với thân máy đến 1,1mm. Đây chắc chắn không phải là một thiết kế đẹp, nhưng rõ ràng nó cho thấy nâng cấp đáng giá về trải nghiệm camera ẩn trong đó. Galaxy S11 được cho là sẽ dùng camera 108 megapixel, có thể là cảm biến ISOCELL Bright HMX của Samsung ở mặt sau, hỗ trợ zoom quang 5X. Ngoài ra nó cũng có ống kính góc siêu rộng và cảm biến top. Về cấu hình, Galaxy S11 được cho là sẽ có hai biến thể, một dùng chip Snapdragon 865 của Qualcomm và một dùng Exynos 990. Cả hai chip này đều hỗ trợ kết nối 5G và RAM 12GB. Máy có dung lượng bộ nhớ trong 512GB hoặc tùy từng biến thể. Galaxy S11 cũng hỗ trợ sạc không dây, chuẩn chống nước IP68 và máy quét vân tay dưới màn hình. Giao diện người dùng One UI 2.0 mới nhất có thể cũng sẽ xuất hiện trên S11 tất cả các mẫu máy S11 đều hỗ trợ cả mạng 4G và 5G thay vì chỉ 5G